Và sáng hôm nay thì với cái đề tài mà tôi chọn đó là sống vui mừng, nhưng mà sống vui mừng ở trong Chúa. Quý bạn chị em biết rằng trong các cảm xúc của con người thì cảm xúc được chia ra làm hai trạng thái. Một là trạng thái tiêu cực, cái thứ hai là trạng thái tích cực. Trạng thái tiêu cực là thường có những cái cách nghĩ, cách nhìn, cách hiểu nó rất là tiêu cực, nó theo khuynh hướng xấu. Ví dụ như là vui buồn, giận hờn, rồi chán nản, nhục chí, đó là cái trạng thái tiêu cực. Và thường thường nếu một người có trạng thái tiêu cực á, thì luôn luôn họ nhìn cái gì cũng chán hết, cái gì cũng xấu, cái gì cũng tệ hết. Còn cái trạng thái tích cực thì ngược lại, có cái nhìn quảng đại, bao dung, thỏa lòng, yêu thương, vui vẻ với mọi người. Mọi người tích cực thì người đó luôn luôn mở lòng mình ra với người khác. Người tích cực thì không bao giờ có một lời nói nào tiêu cực ở trong môi miệng của mình, bởi vì lòng của họ vui. Có nhiều người nói cái cảm xúc này á, đó là những cái cảm xúc mà người ta bắt gặp nó khi nó bị sự tác động của cái môi trường bên ngoài. Ví dụ như mình sống cái môi trường mà vui quá thì mình vui, và nếu cái môi trường đó cảm thấy buồn thì bắt đầu cái tinh thần mình chùng xuống, mình cảm thấy buồn, thì cái cảm xúc của mình cái chùng theo cái bối cảnh phía bên ngoài, vì cái bối cảnh bên ngoài nó chi phối. Ví dụ như cái hoàn cảnh Covid vừa qua thì chúng ta thấy hoàn cảnh Covid thì cứ nghe nói người này bệnh, người kia bị vô bệnh viện, người nọ chết. Ở Việt Nam thì mới nghe nói đi vào trong đó thì vài ngày sau cái hũ cốt mang về tới trước cửa nhà thì làm sao vui được, phải không? Cho nên cái môi trường nó cũng làm ảnh hưởng đến cái thái độ của mình, làm cho mình buồn, vui, môi trường như vậy. Nhưng mà trên thực tế thì thực ra nếu chúng ta nghiên cứu thì không phải như vậy. Bởi vì cái người có tinh thần tiêu cực á, thì dù họ có trúng cái tờ giấy số độc đắc thì họ cũng cảm thấy mình chưa giàu, họ cảm thấy mình nghèo hoài nha. Họ có tinh thần tiêu cực rồi đó, thì mới vừa nghe nói kinh tế vật giá lên cao là họ thấy họ đói, đó là tinh thần tiêu cực. Còn tinh thần tích cực rồi đâu có cần, họ không cần con đông, họ không cần nhà nhiều, họ không cần xe cộ, họ không cần gì hết, nhưng mà lòng họ cứ vui, họ cứ vui mãi vậy đó, là bởi vì cái tinh thần của họ là vốn là tinh thần tích cực, cho nên họ vui với trong lòng của mình, từ trong bên trong của mình, trong tâm thần của mình, chứ không phải bị cái sự tác động ở phía bên ngoài. Vì thế trong thời gian Covid vừa qua, trong mấy năm thì chúng ta thấy có nhiều người cũng sống trong Covid, họ cũng nghe người này chết, người kia đau, nhưng mà cuối cùng thì tinh thần của họ cũng vững mạnh, bởi vì họ thấy có Chúa ở trong lòng của mình, mình sống không có cô đơn, bởi vì có Chúa mãi mãi, thì dù có gặp Covid đi chăng nữa thì chúng ta cũng không có hề hấn gì, không có sợ hãi gì. Một là ngày gìn giữ chúng ta, hai ngày mai chúng ta đi về với Chúa, điều nào cũng tốt hết đối với người tích cực mà ở trong Chúa. Cho nên chúng ta cần nhận biết những điều đó, bởi vì Kinh Thánh cũng có ghi chép cho chúng ta thấy rằng sự tin kính và thỏa lòng là cái gì? Là mối lợi lớn. Lát nữa đây chúng ta sẽ thấy mối lợi lớn là như thế nào. Trong câu chuyện Mary mà chúng ta mới vừa đọc ở trong Luca đoạn 1 từ câu thứ 35 đến câu thứ 48 là một câu chuyện kỹ thuật về sự vâng phục của cô Mary. Đó là sự vâng phục. Với một người có tấm lòng vâng phục như vậy, và sau khi cô nghe thiên sứ thuyết phục thì cô sẵn sàng tham gia một chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Đây là một chương trình lớn, bởi vì tham gia đó để đưa Chúa vào đời. Nhưng trong khi đó thì nhiều cái tâm trí của cô sẽ xáo trộn, là bởi vì không biết rằng mình chấp nhận sẽ như thế nào. Nhưng mà cuối cùng thì thiên sứ thuyết phục thì cô Mary chấp nhận đồng ý. Mặc dù mình là còn đồng trinh, chưa có gia đình, nhưng mà lại báo cho biết là có thai, thì cái chuyện đó không phải chuyện đơn giản. Nhưng mà cô đồng ý chấp nhận, và cô đặt mình với một cái thái độ của một đầy tớ, chứ không phải là mẹ. Cô đặt thái độ của nó là: xin mọi sự xảy ra cho tôi như lời người đã truyền. Có nghĩa là thiên sứ ngài nói như thế nào thì xin xảy ra cho tôi y như vậy đi, tôi chấp nhận những điều đó. Tôi đây là tôi tớ của Chúa, xin mọi việc xảy ra cho tôi như lời người truyền. Và Kinh Thánh cho biết sau khi đó câu chuyện đã chấm dứt thì Mary bèn vội vã. Cái chữ vội vã này có nghĩa là đi liền, phải không? Hoặc là trong một vài ngày đó Mary đi liền đến thăm một người chị họ của mình là Elizabeth ở cái miền núi, miền hơi xa một chút xíu. Và cô vừa đến đó thì cái thai ở trong bụng của Elizabeth tự nhiên nhảy nhót. Tại vì giữa về cái hệ thống tâm linh thì gặp được Chúa ở trong bụng của Mary. Như vậy thì chúng ta thấy
thường thường cái thai nhảy nhót á, thì cũng đã 3 tháng trở lên á, mới nhảy nhót như vậy. Nhưng mà vừa thấy bà Marie mở lời chào lên thì cái thai trong bụng của Elizabeth nhảy nhót ngừng, bởi vì đang gặp Chúa đến viếng thăm cái nhà này. Và Elizabeth bày tỏ đó như là một sự hãnh diện, là một niềm hân hoan bởi vì đón được Chúa đến gần với mình. Chúng ta cũng thường nghĩ môi trường của bên ngoài tác động làm cho ta vui hay buồn, thì tác động bởi mắt thấy. Khi mắt thấy những điều buồn bã thì tinh thần của chúng ta đó suy nghĩ, không biết tới mình chưa, Covid tới nhà kia rồi, mà nhà kia cách nhà tôi có một căn thôi, như vậy thì có thể sẽ tới tới phiền tôi. Và chúng ta cứ suy nghĩ tiêu cực như vậy đó, mặc dù nó chưa đến, nhưng mà tự nhiên suy nghĩ tiêu cực nó làm cho chúng ta cảm thấy là mình đang sống ở trong cái hoàn cảnh xấu. Và cứ bởi vì mắt mình thấy, tai mình nghe và mình cảm thấy sợ hãi, thì luôn luôn cái tinh thần tiêu cực bị tác động. Cho nên cũng có thể nói là cái cảm xúc vui buồn là nó bị môi trường nó thay đổi cảm xúc của mình. Khi mình gặp một cái môi trường rất là vui vẻ, ví dụ như mình đi trong những ngày Giáng sinh này thì chỗ nào cũng đèn hoa dân hết, nhưng người tích cực á thì họ nói ô đây là mùa Giáng sinh thật là vui, và họ lúc nào cái gương mặt của họ cũng tràn đầy niềm vui. Nhưng người tiêu cực họ nói sao? Họ nói là mình sống với xứ người mà vui vẻ ở đâu, bà con dòng họ mình ở đâu không à? Như thế là mình cũng buồn, thấy không? Cho nên cái niềm vui đó, nó còn do cái suy nghĩ của mình nữa, chứ không phải là do cái môi trường. Nó không phải do môi trường không. Và cô Mary hoàn toàn không gặp phải một sự tác động nào từ cái môi trường ở bên ngoài. Mary không bị tác động môi trường bên ngoài. Mặc dù là đối với một cái chấp nhận như vậy thì có thể là cô sẽ sợ hãi, bởi vì tiếng tai tiếng đối với gia đình và cái phong tục của người Do Thái và luật pháp nữa. Một người mà chưa có gia đình mà tự nhiên có thai thì người ta sẽ lôi ra đó mà ném đá cho chết. Cho nên tất cả những điều đó, đó là sự tác động phía bên ngoài, nhưng mà cô Mary hoàn toàn không bị ảnh hưởng tới cái sự tác động đó. Nhưng mà cô được tác động từ phía bên trong, cái sự vui mừng đó, và bởi vì Thiên Chúa đã bước vào ở trong đời sống của cô và trở nên thai nghén nha. Thai nghén càng ngày càng lớn ra là bởi vì đó, là thai càng lớn thì sự vui mừng càng cao, cái nỗi vui mừng nó càng lớn hơn. Đối với một người mà họ nhận thức được như vậy thì sự vui mừng từ bên trong nuôi dưỡng, từ ở bên tấm lòng, từ bên tinh thần nuôi dưỡng ở trong linh hồn. Cho nên linh hồn của Mary luôn luôn là có một sự tươi tỉnh, một sự tươi tỉnh. Và hội thánh ngày nay khi chúng ta nói đối diện với cái niềm vui nỗi buồn á, thường thường nó bị pha lẫn với nhau. Có nhiều khi quý vị đang hát ngợi khen Chúa, chúng ta ngợi khen Chúa thì mặt mình phải vui chứ, bởi vì mình biết Chúa mình tuyệt vời mà. Nhưng mà ngợi khen Chúa thì lòng á, đang nghĩ đến một công việc gì đó sau cái giờ thờ phượng này chúng ta phải tất bật làm đây, nó còn dở dang lắm đây. Cho nên cái niềm vui của sự ngợi khen Chúa miệng thì hát, nhưng mà tâm trí thì đang nghĩ cái chuyện khác nha. Hoặc là chúng ta đang cúi đầu cầu nguyện cho một ai đó, cho để chữa lành hay là để ban phước trong một ngày nào đó, nhưng mà lòng của chúng ta thì lại nghĩ đến một cái vấn đề khác hơn cái sự cầu nguyện đó. Cho nên chúng ta bị chi phối, cái bối cảnh, cái hoàn cảnh sống bị chi phối. Và ngày hôm nay có nhiều người trở nên vô cảm trong cuộc sống mình, trở thành vô cảm. Vô cảm là cái gì? Vô cảm là mất đi cái cảm xúc, phải không? Mất đi cái cảm xúc, mình tự nhiên mình không còn quan tâm đến điều gì hết, thậm chí là một cái điều gì rất là tuyệt vời nhưng mà quên đi amen, mình quên nói amen mình cũng quên nói. Hoặc là một điều gì đó mà niềm vui đến với mình, người ta tặng mình món quà, mình cầm trên tay mình biết nó là quà, nhưng mà tự nhiên lòng mình cảm thấy nó làm sao đó, miếng quà này dường như nó không có tác động gì với mình hết, nó không dính dáng gì với mình hết, không có niềm vui, không có niềm vui. Mình nhận một món quà là mình phải có cái niềm vui đó. Tôi nhận cái một đôi dép mà tôi nghĩ thấy ô người đó đang quan tâm đến tôi về mùa đông cho nên mới có đôi dép này để mang, mình phải có niềm vui đó, mình phải nhìn ra. Cho nên cái niềm vui đó nó không còn là tác động môi trường nữa, mà nó tác động trong linh hồn của mình, nó vui, nó giữ được lâu hơn. Sự vui mừng thì như thế nào nữa quý mình xem. Vui mừng thường thường cái sinh sản, cái vui mừng phải không? Cái gì sinh sản? Người cơ đốc thì sinh sản ra trái cơ đốc, cây nào thì sinh trái nấy. Sự vui mừng sẽ sinh sản sự vui mừng. Không có sự vui mừng nào có sự giấu kín ở trong lòng mình mà mình không có thể phát ra được. Cho nên cái sự vui mừng thường thường á, mình đi khoe, thường thường đi khoe điều gì đó,
Và tôi cứ nghĩ là bà Mary, mặc dù trong kỹ thuật Kinh Thánh không có nói, nhưng cô Mary đã đến đến người chị của mình, mặc dù chưa kịp khoe, mới kịp chào thôi, thì đứa bé ở trong bụng của bà Elizabeth đã nhảy nhót vui mừng, bởi vì nhận ra là Chúa đến thăm chứ không phải là Mary đến thăm. Vậy sự nhận ra đó rất là quan trọng. Trong Luca đoạn 6 câu 45 á, chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh viết phước cho người đã tin vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm. Cái niềm vui đó, đó nó tạo thành một cái niềm tin cho người khác nữa, chứ không phải là chỉ có niềm tin cho chính mình, nhưng mà qua mình á, người khác cũng có thể nhìn thấy được cái niềm vui đó lớn đến dường nào. Và người nào có sự vui mừng thì chia sẻ sự vui mừng với người khác, đó là cái điều tất nhiên. Thông thường người ta nói là cái vui lắm phải không, bữa nay đi nổ mà không bị khỏe, chứ không phải là nổ, là bởi vì tôi vui Chúa ban phước mà, tôi được chữa lành, tôi vui, tôi đi khoe. Và bởi vì cái gì đầy dẫy trong lòng thì miệng nói ra, ở trong Kinh Thánh nói mà, phải không? Ở trong Kinh Thánh nói là người lành thì phát ra điều thiện, còn kẻ dữ thì phát ra điều ác. Mà khi nếu mình chứa sự vui mừng ở trong đời sống của mình thì mình nói về sự vui mừng phía bên ngoài, còn nếu như mình không có sự vui mừng thì có ở đâu nói. Và cái gì đầy dẫy trong lòng á thì tự nhiên cái miệng mình muốn nói ra cái điều mình, cho nên người ta thường thường nói qua những điều của về mình. Có người họ họ cứ khoe hoài mà không có gì hết, mà có người á thì thấy Chúa ban phước á cũng không biết, nhưng mà biết được rồi đó thì phải đi khoe, mình gọi là làm chứng ha. Đó, nó đơn giản là như vậy. Cho nên cái người lành phát ra cái điều lành, còn kẻ dữ thì có những cái điều ác từ trong lòng của mình cũng nói ra những lời dữ. Cho nên nhiều điều đó chúng ta thấy được, biết được cái cảm xúc của người đó như thế nào. Thì nỗi vui trong lòng thì cũng vậy, nó chứa bao nhiêu niềm vui thì cũng được chia sẻ cho người lân cận của mình. Và Mary đã làm điều đó, vui quá mà. Chúa nói là Thiên Chúa ở cùng ngươi, có nghĩa là ngươi là người được ơn mà hôm nay Thiên Chúa ở cùng ngươi, chứ không phải là con người bình thường. Và có nhiều người nói Chúa ở cùng nhưng người ta không có vui, nhưng mà đối với Mary thì đó là niềm vui lắm. Bởi vì nếu như Mary không có được Chúa kêu gọi thì chắc chắn là cuộc đời của Mary cho đến ngày nay cũng chẳng ai biết tới, cũng chẳng ai tôn thờ tới, cũng chẳng ai kính trọng tới. Nhưng bởi vì Mary đã chấp nhận trở nên tôi tớ của Đức Chúa Trời, có nghĩa là mang một cái trách nhiệm tham gia một cái chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa, để đưa cứu Chúa, có nghĩa là con của Thiên Chúa vào trong thế gian này. Và từ đó làm cho Elizabeth cũng, người chị của mình cũng nhìn thấy được cái đó, cũng nhìn thấy được niềm vui đó. Và Elizabeth là được ơn là để đưa cái dân Bắp Tích vào trong cuộc đời này để dọn đường cho Chúa. Nhưng mà người em là Mary lại được ơn hơn nữa là đưa cứu Chúa vào trong cuộc đời này để cứu cả thế giới. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Và chính Elizabeth nói là phước cho người đã tin vì lời Chúa đã truyền cho sẽ được ứng nghiệm. Sự vui mừng chúc tụng Thiên Chúa của bà Mary sẽ không bao giờ đủ, bởi vì bà sinh ra Chúa cứu thế ngay trong đêm thiên thần báo tin đó. Ngay trong đêm mà Chúa Giêsu được sinh ra thì thiên thần cũng hiện ra với các mục đồng, phải không? Ta báo cho các ngươi một tin mừng, đó là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Bây giờ cái nỗi vui mừng của Mary chỉ chứa cho mình thôi, cái niềm vui đó bà biết thôi, nhưng sự vui mừng đó phải sinh sản cái sự vui mừng. Và tôi khi nghiên cứu Kinh Thánh thì mới tìm ra được một cái điểm quá đặc biệt, đó là sinh ra sự vui mừng. Và Mary chẳng những ôm cái nỗi vui mừng cho cá nhân của mình, bây giờ đến lúc cần phải sinh nở sự vui mừng đó và đem sự vui mừng đó cho cả muôn dân. Và Thiên Sứ nói đó là sự vui mừng lớn cho muôn dân, vì chính đêm nay Chúa đã được sinh ra ở thành David. Thì chúng ta thấy điều đó, đó là nỗi vui mừng nó không còn của Mary nữa, và không còn nó ôm mỗi ngày để xoa xoa vuốt vuốt nữa, mà bây giờ phải sinh ra. Và lúc đó muôn dân phải nhìn thấy sự vui mừng đó, đó là sự vui mừng lớn hơn nữa, nó tràn ra trong thành David, nó tràn ra trên cả thế giới. Và ngày hôm nay chúng ta biết được đó là có trên 1/3 dân số thế giới đã nhận lấy sự vui mừng đó, có nghĩa là những người tin Chúa. Và trong đó có chúng ta, phải không? Có chúng ta, là chúng ta cũng có sự vui mừng đó nữa.
là không phải từ đó mà từ trong bụng Maria sẽ sinh sản ra một Chúa cứu thế và làm cho đời sống của những người trên thế giới này khi nhận biết Chúa thì họ có sự vui mừng. Bởi vì Kinh Thánh viết rằng ai có Đức Chúa Con là có sự sống đời đời. Ai không có Đức Chúa Con thì không có sự sống đâu. Phải không? Kinh Thánh viết như vậy. Như vậy thì nếu có Đức Chúa Con có nghĩa là mình tiếp nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm chủ của cuộc đời của mình thì mình có sự sống đời đời. Đó có phải là sự vui mừng không? Nhưng mà tại sao những người có Chúa ở trong lòng mình không biết vui? Là tại vì họ không nhận ra cái điều lớn. Họ nghĩ đó là một tôn giáo mà mình có thể bước đi theo thôi. Và không nhận ra được á là sau cái cõi đời này á thì chúng ta còn có cõi đời đời nữa. Cho nên cõi đời này không có là cái gì hết. Nó không có gì là quan trọng hết. Nó không có gì quan trọng hết. Cho nên Kinh Thánh cũng có chép sự tin kính và thỏa lòng là mối lợi lớn. Chúng ta đọc câu Kinh Thánh này quá nhiều lần phải không? Nhưng mà mối lợi là cái gì? Mối lợi lớn là cái gì? Cái mối lợi mà chúng ta thấy là cái mối lời lợi nhuận đơn giản thôi. Một cái lợi nhuận nhiều, lợi nhuận lớn. Mà nếu mà chúng ta tin kính, chúng ta thỏa lòng thì đó là cái mối lời, lời lớn cho cuộc đời chúng ta. Tại sao gọi là lời? Thì cái điều này á, Phaolô viết cái thơ cho Timôthê mà ông viết một cách vắn tắt. Cho nên khi mà chúng ta đọc á, tin kính và thỏa lòng là mối lợi lớn. Tự nhiên cái mối lợi lớn, nhưng thực ra nó ông gom trọn cả cái cuộc đời của Phaolô ở trong câu Kinh Thánh này. Quý vị có thấy kinh khủng không? Gom trọn cuộc đời của ông ở trong mối này. Mối lợi lớn là một mối lời. Bất cứ ai tìm kiếm được cái gì mà có lời thì người ta phải làm sao? Tích trữ để dành đó, giữ đó cho mình. Tại vì nó làm cho mình giàu, làm cho mình giàu. Cho nên tin kính nó làm cho mình giàu về linh hồn. Sự thỏa lòng làm cho mình giàu về cái đời sống của mình, mà mình không có phải tham thêm nữa, mình không có đòi hỏi thêm nữa, mình không có cảm thấy là mình đói nghèo nữa, mà mình cảm thấy là mình lúc nào cũng vui, mình lúc nào cũng sung mãn ở trong đời sống của mình. Đó là mối lợi. Người ta thiếu cái đó mà nhiều người phải đi trộm cắp để cho đủ. Người ta thiếu cái đó cho nên người ta thờ tứ tung hết, đủ ông thần hết, mà cuối cùng thì không có ông nào giúp đỡ được mình hết. Lúc đó cái nỗi buồn nhiều hơn. Cho nên tin kính và thỏa lòng là cái mối lợi lớn. Ông Phaolô đã nhìn ra điều này và ông coi mọi sự lời cũng như là sự lỗ mà ông nhìn thấy thập tự giá của Chúa mới là nỗi vui mừng. Bởi vì cái chết của mình trong tội lỗi, vì tiền công của tội lỗi là sự chết, mà nếu mà mình chết rồi là chết mất luôn thì có còn gì để nói. Nhưng được cái thập tự giá của Chúa đã chết thay cho mình ở trên thập tự giá đó, mình làm cho mình được cứu rỗi, mình được sự sống đời đời, được sự sống sung mãn. Chẳng những đời này mà chúng ta còn có sự sống cái đời sau nữa. Cho nên nói tin kính là mối lợi. Và ông nói trong Galati đoạn 2 câu 20, ông viết như thế này. Ông nói: tôi bị đóng đinh trên thập tự giá với Đấng Christ, vì tôi sống mà không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó mình Ngài vì tôi. Ông nhận ra cái đó cho cá nhân, cho cá nhân. Và bởi vì Chúa chết cho tôi, cho nên cái chuyện mà chết đời đời đối với tôi không còn sợ nữa. Thỏa lòng, phải không? Thỏa lòng ở trong tin kính. Nhưng mà mình á cũng được vậy mà. Ở trong hội thánh chúng ta đang ngồi ở đây, quý bà chị em cũng giống như tôi. Người nào mà nếu nhắm mắt qua đời liền, chúng ta cũng vẫn về với Chúa thôi. Mà tại sao mình không vui? Vì nó vui mừng trong Chúa là chúng ta phải nhận biết Chúa ở trong chúng ta. Mà Chúa chính là sự vui mừng, Chúa là nguồn gốc của sự vui mừng, và cho chúng ta có sự vui mừng đó. Và ở trong Philip từ đoạn 3 câu 7 câu 8 á, thì ông nói là vì cớ Đấng Christ. Có nghĩa là khi mà ông có được Chúa rồi á, thì tự nhiên cái nỗi vui mừng lớn lắm. Phaolô là người như thế nào? Ông là một triết gia, ông là một luật gia, ông là một người trong đường lối của Do Thái giáo, ông là một người có uy quyền mà ông có thể ném đá người khác được. Và chúng ta thấy như ném đá đầu tiên á, có ông làm chứng cái đó ha. Thì cho nên đó là ông có đủ quyền hết, mà xã hội này nhìn ông với cặp mắt tôn trọng. Thế mà khi mà ông có Chúa rồi đó, ông nói ông coi những cái điều mà hồi nào giờ ông nghĩ lời là lỗ, những cái điều mà tri thức của tôi là đồ bỏ,
không phải là coi như bỏ như, nhưng mà so với cái ân điển của Đấng Christ á, thì những điều đó như rơm như rác. Ông nói mà ông viết cái điều đó ha, ông nói tôi coi hết thảy vì sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa của tôi và tôi vì Ngài đã liều bỏ mọi điều lợi đó. Có nghĩa là vì Chúa, bước đi theo Chúa, bước những điều ở đó là gom góp tích góp được bằng kiến thức, về triết học, về kiến thức, về luật pháp, về tôn giáo, tất cả những điều này không đi theo thiên đàng được. Ở đây quý ông bà nào có bằng cử nhân, bằng cao học, bằng tiến sĩ, tất cả khi nhắm mắt rồi không có mang theo cái gì được hết. Nhưng mà Chúa, chúng ta ở với Chúa đời đời, tuyệt vời không? Đó, nó là vui mừng mà Phaolô đã nhìn ra những điều đó, và sự ảnh hưởng lớn đến nỗi mà không có điều gì ngăn trở mối quan hệ của ông, mà khiến ông phải nói, ông nói cho dù là bất kỳ sự chết hay là sự sống, vì các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, rồi ông nói là dù cái bề cao có cao đến cỡ nào ha, cái bề sâu sâu đến bao nhiêu, thì không có vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Ông viết trong thơ Roma đoạn 8 câu 37 đến câu 39, ông viết như vậy đó. Bề cao, bề sâu, bề dài, có nghĩa là không có một lý luận nào và còn không có quyền phép nào mà có thể chia rẽ giữa cái tình yêu thương của Đức Chúa Trời với ông cũng như những người tin cậy vào nơi Ngài. Nói như vậy thì chúng ta thấy ông đã kinh nghiệm những điều đó, và cuối cùng thì cái kinh nghiệm đó, đó nó không có dừng lại ở đó cho đến khi ông ở trong tù. Ở trong tù thì ông cũng nói là hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Chưa đủ, ông nói tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Tôi còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Nhưng mà tại sao có thể vui mừng như vậy? Bởi cái đó là môi trường. Môi trường đó là môi trường tù. Hoàn cảnh đó là hoàn cảnh tù. Làm sao ông có thể vui mừng được? Khi ông nhìn thấy lính canh mỗi ngày cứ canh gác đi lòng vòng đó, để xem ông có nhức cửa nhức động có gì không? Ông vui sao nổi? Ông không thể nào vui với những cái thức ăn của mấy ông tù phạm được. Bởi vì đó là những cái thứ nó cũng không khác nào những thức ăn của súc vật. Như vậy làm sao có thể vui được? Nhưng mà ông vui trong cái linh hồn, vì nơi đó Chúa đang hiện diện. Ông vui trong đức tin, vì dẫu bề ngoài hư nát nhưng bề trong thì đổi mới, thấy không? Đổi mới, đổi mới càng hơn, càng ngày càng hơn. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu thứ 16 đó, ông nói người ngoài á, bề ngoài á, thì nhìn nó hư nát. Có thể là một người tù, có thể là bị người ta sỉ vả, có thể người ta làm nhục mình. Nhưng cái người bề trong đó là linh hồn của mình. Người bề trong của chúng ta là người được cải tạo bởi Chúa, được thay đổi bởi Chúa, bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cho nên nhìn ở ngoài á, thì người ta có thể nhìn mình á, như những người nghèo. Người nghèo, những người mà thấy tầm thường. Cái Chủ Nhật là ngoan ngoãn như con chiên ngoan đạo vậy, cầm cuốn thánh đi vô nhà thờ, rồi trưa lại đi về. Nhưng mà Thiên Chúa nhìn những con người đó, đó là những người mà chính Chúa đã chết ở trên cái thập tự giá cứu họ. Những người tầm thường giống như tôi ở đây là người tầm thường, kể cả chạy một chiếc xe không giống ai, ở cái nhà cũng chưa giống ai, cũng không bằng ai. Nhưng mà cái bề ngoài nó như vậy đó, nhưng bên trong đó tôi nói là gì? Cho dù kèo dột lung lay, Giêsu ngự vào quá thiên cung ngay. Tuyệt vời không? Nhà kèo dột lung lay có, nhưng mà nhà này có Chúa nha. Nhà có Chúa. Cuộc đời tôi thấy ăn mặc nó lè phè lắm. Ê, bên ngoài thấy nó vậy đó nha, nhưng bề trong mới là sự đổi mới. Bề trong nó mới là sự đổi mới chứ không phải bề ngoài. Và ông vui vì ông sẽ nhận được cái mẫu triều thiên của sự công bình. Mà đến khúc ông cũng gần lúc qua đời, ông viết cái thơ cho người học trò của mình là Timôthê. Ông viết là Chúa là quan án công bình và sẽ ban trong cái mẫu triều thiên của sự công bình đó. Chứ ông đâu có nói là tôi chết không biết chôn bằng hộp gì đâu. Ông đâu có quan tâm cái chuyện đó. Nhưng quan tâm đến đó là cái vui mừng của ông.
Ồ, cái ngày gần nhận được cái mão triều thiên của sự công bình rồi. Cái ngày mình chuẩn bị có cái mão triều thiên từ đó Chúa hứa rồi. Chúa hứa chặt à. Chúa hứa chặt liền. Học được chứ con đó. Tại vì con chuẩn bị tới rồi. Con gần gần tới với Chúa rồi. Thì cho nên đó là đối với những người giống như Phaolô, cái đức tin bám chặt với lời của Chúa. Và chỉ bấy nhiêu thôi cũng thấy giúp được cho ông Phaolô trở nên can đảm, vui mừng và không hề sợ hãi. Ngày nay chúng ta cũng cần học lại những điều này vì nó vượt qua khỏi cái suy nghĩ của văn tự. Và thường thường chúng ta học trên văn tự, chứ học kinh thánh là học văn tự, nhưng mà cái ý của kinh thánh á, là của thánh linh Đức Chúa Trời. Kinh thánh là văn tự, và thánh văn tự thì làm cho chết, thánh linh thì làm cho sống. Chúng ta học đòi ở thánh linh chứ không học đòi ở văn tự. Và đây là lời Chúa có thể in ra hàng ngàn hàng triệu kinh thánh, và chúng ta có thể đọc suốt cả cuộc đời của mình. Nhưng nếu chúng ta không nhận lấy bởi ý của thánh linh cho đời sống của mình thì những lời văn tự thì cũng chẳng khác là những cuốn sách bình thường. Nhưng bởi vì không phải bình thường, bởi nó thay đổi được cái bề trong của chúng ta, chứ văn tự này không có thay đổi, chỉ có bên ngoài. Cho nên thánh đồ Văn, thì chúng ta biết ông Văn là như thế nào. Ông Văn là một trong 12 sứ đồ của Chúa Giêsu sau khi bị bắt. Thì trong 11 sứ đồ khác á, ông Judas Iscariot thì phản Chúa, 11 ông kia thì có 10 ông á, là bị tử nạn, có nghĩa là bị dao chặt đầu có, bị treo cổ, đóng đinh có nha. Chỉ có ông Văn, ông này không có bị cái tử hình kiểu đó. Mà ngoại kinh sách truyền thuyết thì họ nói như thế này, họ nói là khi giết Văn á, người ta ném vô cái chảo dầu sôi nhưng mà nấu không có được ông, cuối cùng phải bỏ ra thôi, không nấu được ông. Đó là cái sách truyền khẩu, mình không biết nó chính xác như thế nào, nhưng ông chết ít nhất 100 tuổi thì ông chết ở tại đảo Patmos. Như vậy thì cái kinh nghiệm của ông á, là ông Văn là một người trẻ nhất trong số các sứ đồ của Chúa Giêsu, và khi Văn bước đi theo Chúa thì cái kinh nghiệm gọi là kinh nghiệm đầy người, đầy kinh nghiệm ở trong cuộc đời của ông. Và thế là cái sự vinh hiển của Chúa đó nó tràn trề đến nỗi mà không thể giết ông được bằng cái gì hết, kinh khủng gì không. Và ông viết như thế này, ông viết mà chúng ta thấy đọc á, chúng ta phải cảm nhận được. Ông nói điều đó đều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và chúng tôi đã rờ vì lời của sự sống. Có nghĩa là ông dùng cái hình thức giác quan á, sờ xúc giác ha, cái thị giác mắt thấy, và thấy những cái lời của sự sống. Chúng ta thấy không, nó vượt khỏi văn tự, nó vượt khỏi hình thức văn tự, vượt khỏi các hình thức lý luận. Và bây giờ cái lời sự sống đó là gì? Là Chúa, là thần linh của Chúa, là sự vinh hiển của Chúa. Ông nói nó không phải cảm nhận ở trong đức tin không, nhưng những điều đó đối với tôi, ông nói đối với ông á, thì dường như ông đã rờ thấy, ông mắt ông đã nhìn thấy, tai ông đã sờ đấy. Và với những điều đó ông dùng những cái từ ngữ như là sử dụng bằng xúc giác có thể sờ được những điều mà chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ có thấy trong đức tin thôi. Từ trước giờ chúng ta nói đức tin đó là phải hiểu ở trong trí của mình, nhưng mà Văn thì ông nói cái đó nó rõ ràng lắm, nó không còn là một cái điều mơ hồ nữa, nhưng mà tất cả những điều đó ông có thể sờ được, ngắm được và ông nhìn thấy được những điều đó. Chúng ta có thể không nhận ra được sự vui mừng đó, chúng ta có thể không nhận ra được, nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta không có. Quý mạnh chị em có nghĩ rằng mình có cái sự vui mừng của Chúa trong đời sống của mình không? Nghĩ đúng không? Tại vì Chúa đã cứu chúng ta được đổi mới bởi thần linh của Thiên Chúa. Nhưng mà đôi khi chúng ta quên mất điều đó, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta bị môi trường nó tác động, nó làm cho chúng ta vui buồn lẫn lộn. Và nhiều khi chúng ta bước vô nhà thờ chúng ta không biết nên vui nên buồn nữa, là tại vì chúng ta bị môi trường nó trì trệ xuống, kéo chúng ta làm tinh thần chùn bước. Cho đến khi nào chúng ta nghĩ được, chúng ta thấy, chúng ta nhìn, chúng ta sờ, chúng ta ngắm về lời của sự sống đó, một cách rõ ràng giống như Văn, và chúng ta thấy biết được rằng tôi vốn là người đã chết trong tội lỗi của mình, nhưng mà Chúa đã đến đây để cứu tôi,
và chẳng những cứu tôi xong rồi Ngài có về thiên đàng đó, Ngài cũng vẫn sai Thánh Linh của Ngài ngự ở trong đời sống của tôi. Và hiện nay tôi sống được là nhờ cái sự sống của Chúa, nó tác động ở trong cái chết, nó dạt bỏ cái chết qua một bên để đem cái sự sống của Chúa vào trong đời sống của mình. Thế là mình có niềm vui một cách trọn vẹn ở trong Chúa. Đó là sự vui mừng ở trong Chúa. Rồi chúng ta quen nhìn những điều tiêu cực, chúng ta nhìn thấy khó khăn lớn hơn. Ví dụ như chúng ta thấy vật giá leo thang, lương bây giờ hồi nào sống cũng được, bây giờ đồng lương sống không nổi. Đồng tiền hồi nào bây giờ sống cũng được, bây giờ làm bao nhiêu thấy vật giá. Có người than của tôi là mấy năm trước 200 đồng sống đủ một tháng, bây giờ 500 mua đồ cũng không đủ. Và họ nhìn thấy cái điều đó nó lớn quá, những điều tiêu cực lớn quá, mà những điều thật chứ không phải giả, họ nói thật đó. Nhưng mà nếu mình nhìn những cái điều đó nó lớn hơn cái quyền năng của Chúa, thì chúng ta cảm thấy bị trùng xuống và chúng ta vẫn tiếp tục buồn nữa. Và thay vì chúng ta cũng thấy trong hoàn cảnh đó, nhưng chúng ta nói là ôi Chúa sống thì tôi sống. Tôi thường nói như vậy. Chúa nói, tôi nói là Chúa sống, tôi tin vào đấng sống, và Chúa sống là tôi sống, không có gì phải quan tâm. Thì như vậy thì cái góc nhìn của mình đó, nó không phải nhìn phía bên ngoài nữa, mà nó nhìn ngược bên trong. Quý vị thấy không? Bây giờ tôi không nhìn bên ngoài nữa, ngoài là tiền, cái gì cũng lên giá hết, đường lên giá, muối cũng lên giá. Nhưng nhìn ngược bên trong, nhìn ngược bên trong, tôi không nhìn bên ngoài nữa, ngược bên trong, Chúa sống thì tôi sống. Thì lúc đó đó, chúng ta thấy một cái tinh thần đó, ở trong Chúa đó, nó dấy lên, và cái sự vinh hiển của Chúa tràn đầy ở trong đời sống của chúng ta, làm cho chúng ta sống hoàn cảnh nào cũng vui được hết. Không có gì làm cho sợ hãi giống như ông Phaolô vậy đó. Cỡ nào cũng được hết, sống cỡ nào cũng vui được hết, là tại vì tràn trề sự vinh hiển Chúa tràn trong đời sống của mình. Cho nên làm cách nào để chúng ta có thể sống trong Chúa một cách bền vững, mà nó đừng giống như là một cái nguồn điện không ổn định. Nguồn điện không ổn định là nguồn điện sao? Lúc bật, lúc tắt, lúc bật, lúc tắt, lúc vui. Ơi ông ơi, bà ơi, Chúa thương tôi lắm, tôi vui mừng lắm, tôi mới cầu nguyện cái Chúa chữa lành liền hết trơn, chiều lại mà Chúa mới chữa cái, chiều nay tự nhiên đau tiếp cái chân. Sáng mới chữa cái tay, chiều ra đã tiếp chân. Chúng ta nhìn thấy những tôi cực máy, lúc off, lúc on, lúc bật, lúc tắt, thì nguồn điện nó không có điều. Và đời sống của chúng ta như nguồn điện như vậy thì nguy hiểm lắm. Lúc thấy Chúa, lúc thấy thứ khác, lúc thấy Chúa, lúc thấy thứ khác thì nguy hiểm lắm nha. Và làm cách nào để giữ được cái sự vui mừng này? Đó là con nghĩ đến cái cách đó không? Làm sao mà mình có thể giữ được sự vui mừng lâu dài hơn? Yêu Chúa. Và gì nữa? Đọc Kinh Thánh ha. Đọc Thánh, đọc Kinh Thánh. Cái nguyên tắc nó là gì phải không? Đọc Kinh Thánh có nghĩa là mình nghe Chúa nói với mình. Tại trong đó lời ta phán được không ha? Còn như mình cầu nguyện với Chúa là mình thưa lại với Chúa. Cái cuộc điện thoại luôn luôn phải hai chiều phải không? Người nói, người nghe, người trả lời qua lại, chứ không phải mình nói đã cái mình mở mắt amen cái mở mắt bỏ đi được. Nhiều khi amen mình nhắm để chờ cái Chúa nói gì không? Quý vị có nghĩ là tôi nói chơi à? Tôi nói thật á. Có nhiều khi mình cầu nguyện đó, dầm thấm với Chúa. Rồi khi cầu nguyện amen xong rồi đó, Chúa bày tỏ hiểu nhiều thứ lắm. Những thứ kinh nghiệm, những thứ mà mình không thể nào khai thác từ anh em mình được, khai thác từ ở nguồn nào khác được. Nhưng mà Chúa bày tỏ ra đặc biệt lắm. Chỉ có những giây phút mà mình cầu nguyện Chúa, mình thưa chuyện Chúa đã, rồi cái mình im lặng lại, mình chờ. Đó là cái thói quen của tôi. Mà cứ như vậy ha, nhiều thứ lắm, nhiều thứ đặc biệt lắm, nhiều thứ đặc biệt lắm mà tôi không thể nói được bằng lời được, tôi không nói được. Nhìn những người hầu việc Chúa đó, mình nhìn họ, tại sao những người này họ nghèo quá mà mình thấy họ cũng đơn sơ quá mà cái gì đó thu hút những con người này, cái gì đó làm cho họ cảm thấy họ tự tin trong cuộc sống, cái gì đó để khi mà những nỗi nguy hiểm kề cận bên đó, họ không sợ chết. Những người hầu của Chúa có phải là những người mà vô cảm không? Những người hầu của Chúa có phải là những người mà thiếu cái trí hiểu không? Hay là người thiếu trình độ không? Mà tại sao mà họ sống với Chúa một cách rất là sung mãn như vậy? Mình nhìn những người đó,
Nhưng chúng ta thấy sự tác động của Chúa vào trong đời sống của mình là vui thiệt, còn tác động của môi trường đó là vui giả. Cho nên niềm vui thật ở trong Chúa là sẽ có tác động của Chúa, và chúng ta sẽ nghĩ rằng cuộc đời chúng ta đó có sự tồn tại của Chúa song song ở trong cuộc đời của mình, không phải là mình sống một mình, nhưng mà có Chúa tác động mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày, dù chúng ta đi, chúng ta nghỉ ngơi hay chúng ta làm việc gì đó thì Chúa cũng ở trong đời sống của mình. Thì hiểu điều đó thì chúng ta thấy được là vui mừng được dễ dàng lắm. Và điều thứ hai nữa đó là đời sống vui mừng á phải sinh sản ra sự vui mừng, sinh sản ra sự vui mừng. Bà mới đi, nếu giữ mãi Chúa trong bụng không thì cái niềm vui đó tới giờ chúng ta không biết, nhưng mà niềm vui đó được sinh sản ra, và Chúa Cứu Thế Giêsu đã bước ra cuộc đời này, không phải hôm nay tại thành David để sanh cho người là rất là Chúa, nhưng mà sinh ra tại thành David đó rồi, không phải chỉ có niềm vui của thành David đó, nhưng mà tràn lan ra khỏi xứ Do Thái, vượt qua một đất nước Palestine vào thời bây giờ mà lan tràn ra toàn thế giới. Và ngày hôm nay không biết bao nhiêu tỷ người đã nhận được niềm vui đó. Cho nên cầu xin Chúa ban phước cho để qua cái sự chia sẻ trong sáng hôm nay, Chúa sẽ tác động trong đời sống của quý bạn chị em, niềm vui đó có thể cho chúng ta nhận thức được, biết được niềm vui đó không ai cướp lấy của chúng ta được, bởi vì Chúa ở trong lòng của chúng ta, không ai có thể chiếm được cái nỗi vui mừng này cho dù ở trong hoàn cảnh nào. Amen.